Rủi ro về pháp lý cao là như vậy, nhưng nhu cầu mua chung cư mini trên thực tế như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu. Theo trang web tìm kiếm giao dịch bất động sản, bấtđộngsản.com.vn, trong nửa đầu năm 2020, mức độ quan tâm của người dân tới các sản phẩm chung cư mini tăng rất mạnh. Lượng tin đăng và tỷ trọng đăng tin của các mục giao dịch bán chung cư mini, các chung cư diện tích nhỏ cũng tăng rất lớn. Điều này phản ánh nhu cầu lớn của người dân của thị trường. Từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2020, thì lượng tìm kiếm các cái căn hộ chung cư mini đã tăng 220%. Thì điều đó phản ánh một cái xu hướng là cái việc tìm kiếm và quan tâm liên quan căn hộ mini đang càng ngày càng lớn. Mặc dù có nhiều rủi ro về pháp lý, nhưng với một số bạn trẻ, việc lựa chọn chung cư mini cũng không phải là một ý tưởng quá tồi. Làm việc ở khu trung tâm, nên là em cần tìm những cái chung cư mini sẽ như vậy. Tại vì thứ nhất là nó có rất là nhiều tiện ích có sẵn như là phòng đẹp, phòng mới, phòng vệ sinh sạch sẽ. Và cái quan trọng là nó có sự bảo mật an toàn. Quá trình đô thị hóa, di dân, cơ cấu việc làm đang tác động đến hành vi lựa chọn bất động sản của người dân. Và điều này cũng đang đặt ra một bài toán về quản lý đối với các nhà làm chính sách.